Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm video về cài đặt những thứ cần thiết trước khi lập trên Arduino. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Arduino IDE, phần mềm dùng để lập trên Arduino. Thì mình sẽ vào Microsoft Store để tải. Mình sẽ gõ chữ Arduino. Sau đó nhấn Install để tải và cài đặt IDE. Với cái IDE này thì các bạn có thể tải nó từ trên trang web arduino.cc. Thì ở đây mình tải phiên bản 1.8, thì phiên bản này khi mở file từ IDE sẽ nhìn hơn phiên bản 2 chấm ở arduino.cc. Bây giờ mình sẽ mở IDE lên. Lần mở đầu tiên thì sẽ hơi lâu một tí. Đây là giao diện của IDE. Các bạn dùng Uno R3 chip chat thì để nạp cổ được thì các bạn phải tải thêm CH340 driver về. Mình sẽ gõ CH340 driver và click vào cái đầu tiên này. Link của cái này mình sẽ để dưới phần mô tả. Còn chúng ta sẽ đợi một lát để cho nó loạt trang xong. Mình sẽ tải xuống cái đầu tiên này. Khi tải xong thì mình sẽ giải lại nó ra. Để dễ tìm mình sẽ giải lại nó vào desktop. Đây là thư mục mà chúng ta vừa giải lại xong. Mình sẽ click vào setup. Rồi nhấn install để cài đặt driver. Nó hiện successful là đã cài đặt xong. Đối với ASP thì có hai loại chip giao tiếp với máy tính phổ biến nhất là CH340 và CPE2102. Thì để giao tiếp được thì chúng ta phải cài đặt driver. Đối với CH340 thì mình vừa cài đặt hồi nãy, thì bây giờ mình sẽ cài đặt CPE2102. Hiện tại mình sẽ để dưới phần mô tả. Bây giờ mình sẽ giải nén nó ra. Để dễ tìm mình sẽ giải nén nó ra ở desktop. Đây là thư mục mà chúng ta vừa giải nén. Mình sẽ mở nó lên. Đây, mình sẽ cho cái ít sao từ này. Rồi bấm next và đợi một lát là xong. Và như vậy chúng ta đã cài đặt xong. Nếu các bạn có dùng ASP8266 thì lúc mới đầu sẽ chỉ có bật Arduino. Thì để thêm vào mình sẽ vào file preference. Về cái mình sẽ nhập cái link bản ASP8266 vào. Thì về link của cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả. Bây giờ mình sẽ copy nó vào. Copy rồi sau đó dán vào ô URL này. Sau đó nhấn OK. Bây giờ sẽ vào tool, vào boot, rồi vào boot manager. Sau đợi cho nó tải bản ASP8266 xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nó đã có bản ASP8266 vâng. Và đây là các loại ASP8266. Nếu các bạn dùng ASP32 thì việc thêm bản ASP32 cũng tương tự. Thì chúng ta chỉ cần copy cái link này. Thì ở đây để thêm hai cái link thì mình sẽ thêm vào một dấu chấm phẩy rồi sau đó dán link vào và chúng ta cũng vào lại bạn manager để cho nó tải. Rồi đến đây là đã xong. Thì chúng ta vào kiểm tra lại vào tool vào bạn thì bây giờ đã có bạn ASP32. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý gì thì comment bên dưới. Nếu thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like và một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.